Xin chào tất cả các bạn. Đây là hình ảnh 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Trung học cơ sở 79 Ea Kali, Cà Rông Bắc, Đắk Lắk. Tới nhận học bổng xe đạp do Quỹ Thiện Nguyện Vì Tình Yêu Thương của thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với nhóm Vòng Tay Yêu Thương do anh Nguyễn Duy Học làm trưởng nhóm đã trao học bổng tới tận tay cho các em học sinh. Chị Cẩm Nguyên, tổng phụ trách đội, cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện và các em học sinh chụp hình lưu niệm. Có thể thấy, trên khuôn mặt các em ánh lên niềm vui rạng ngời vì được nhận xe đạp mới. Hy vọng đó là nguồn động viên tinh thần để các em luôn cố gắng trong học tập và trong cuộc sống để vượt lên số phận. Do bánh xe còn hơi non nên các em tạm thời dắt bộ về trường. Các em học sinh dắt xe đạp về trường Trung học cơ sở 79 với niềm vui rất là khó tả. Rất chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã chung tay góp sức, chia sẻ yêu thương với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã có sức lan tỏa sâu rộng, giúp các em vượt qua khó khăn, có thêm cơ hội được học tập, hòa nhập cộng đồng.